Thưa quý vị, liên quan đến các giao dịch về đất đai, nhiều người khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất gặp phải tình trạng phần diện tích thật lớn hơn hoặc nhỏ hơn phần diện tích có ghi trên sổ đỏ. Vậy trong những trường hợp này thì người dân nên xử lý như thế nào để vừa tuân thủ pháp luật mà vẫn đảm bảo được lợi ích cá nhân? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Điều 26 Luật Đất đai năm 2013 có quy định, nhà nước bảo đảm bảo hộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người sử dụng đất. Do đó, nếu phần diện tích đất dôi dư có nguồn gốc là đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thì quyền sở hữu của người mua được nhà nước bảo vệ và ngược lại. Trong tình huống này, người dân nên làm một đơn kiến nghị gửi tới Ủy ban Nhân dân cấp xã và gửi tới Văn phòng Đăng ký Đất đai, nơi có thửa đất, yêu cầu xác định nguyên nhân có sự khác nhau. Sau khi nhận được đơn, gửi cán bộ quản lý đất đai đối chiếu hồ sơ, sổ sách và tiến hành đo đạc thực tế diện tích đất, lấy ý kiến khu dân cư để xác định nguyên nhân sai lệch. Trường hợp có sự khác nhau thật về diện tích đất giữa số liệu trên thực tế với số liệu trên giấy tờ và nguyên nhân của sự khác nhau là do công tác đo đạc của cán bộ quản lý đất đai thời kỳ trước, thì người dân cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký Đất đai nơi có đất để làm thủ tục xin đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nội dung Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp thửa đất đó phát sinh tranh chấp với các hộ gia đình, thì người dân nên làm đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có thửa đất bị tranh chấp theo nội dung Điều 202 Luật Đất đai năm 2013. Sau khi nhận được đơn, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiến hành mở phiên họp về hòa giải tranh chấp đất đai. Trường hợp hòa giải thành sẽ lập biên bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên. Trường hợp hòa giải không thành, nếu đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân có thể làm đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân cấp huyện, nơi có thửa đất tranh chấp yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai theo nội dung Điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Sau đó, Tòa án Nhân dân sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.